Xin chào các bạn, hôm nay mình làm một món giảm cân với rau muống trắng. Rau muống trắng là rau muống Bắc đó các bạn. Nhà mình thì tự trồng rất là nhiều. Hôm nay mình hái được một ổ rau rất là non. Và cái rau này thì khi mình rửa xong á, mình nấu cho nó mềm á, thì mình phải chịu khó mình bóp nó, mình dò nó ha. Dò nó trong cái nước như thế này nè. Khi mình nấu thì nó mới mềm, mới ngon được nha. Còn mình để nguyên không có dò gì thì nó sẽ dai và cứng lắm. Thì đây là ba mình chỉ mình sẽ dò kỹ như nè. Nếu được thì mình bỏ thêm một xíu muối cho mình dò, không có cũng không sao. Dò hơi dập dập nát nát mình luộc ăn cũng được, nhưng mà luộc riết thì nó cũng hơi ngán, cho nên hôm nay mình đổi món là mình xào với chao. Thì mình sẽ ăn cái món này không có ăn cơm, cho nên là mấy bữa nay thì cố gắng ăn nhiều rau không ăn cơm để giảm cân á các bạn. Rồi mình khi xào mình sử dụng cũng ít dầu, chủ yếu là mình ăn rau thôi, chứ gia vị thì cái nêm nếm này vừa phải thôi, không có để nhiều gia vị quá. Thì mình xào chao thì mình mua cái hũ chao nó ngon chút xíu, mình thấy cái chao nó nổi lên cái nắp là mình lấy, tức là cái chao này nó cũng là chao lâu chao cũ rồi đó. Chứ chao mà nó chìm xuống thì mình đừng có lấy ha, nó sẽ mới và nó không có ngon, nó chưa có được bùi á. Thì mình sẽ lấy khoảng chừng 3 viên chao và nước nữa. Rồi vì chao này nó khá là mặn nên mình để thêm xíu đường. Đường thì mình để ít thôi, không có nhiều, và mình sợ nó ăn đường nhiều nó tăng cân á, cho nên mình để ít thôi. Ăn như vậy thì lúc đầu nó cũng hơi sốt ruột, mình không ăn cơm, nhưng mà lâu dần thì nó cũng quen. Thì mình tập luyện cái thói quen là ăn bớt tinh bột, bớt đồ ngọt lại để cơ thể nó nhẹ nhàng và nó thoải mái. Khi mình đến cái tuổi cơ thể nó hấp thu không có tốt nữa, ăn chút xíu nó cũng tăng cân đó các bạn, thì mình hạn chế ăn đường với bột lại, điều chỉnh cái thói quen ăn uống lại cho cơ thể mình nó khỏe mạnh và nó thoải mái hơn. Mình nếm thử thì thấy nó cũng vừa ăn rồi, mình để ở đây ha. Sau đó mình bắt cái nồi lên mình xào rau muống. Hôm nay thì rau muống nó hơi nhiều cho nên là cái nồi của mình thì nó hơi bé nữa. Thử ra mình chịu khó là mình để vô rồi mình đợi cái rau ở dưới chạm cái đáy nồi nó chín á, rồi mình sẽ đảo lên từ từ, dần dần thì cái món này nó, mình đừng có đảo sớm quá ha, cái rau muống nó sẽ không có ngon đó. Thì khi mình xào mình để lửa lớn xíu, cái món xào nào cũng vậy, chúng ta nên để lửa lớn xào rất là nhanh tay thì rau nó mới ngon và nó xanh nữa. Thì cái món này mình không có nêm gì nữa ngoài cái chao đó thôi, là mình nêm vô là ăn được luôn á, mình không có cần phải nêm thêm bất cứ một cái gia vị nào nữa hết. Để cộng hành rồi hành tím rồi tỏi phi cho nó hơi thơm. Rồi sau đó để rau muống vào xào. Các bạn có thể giảm cân theo cách của mình được nè. Thì đây là một cái món ăn mà rất là thông dụng. Rau muống thì ăn nó rất là mát, tốt cho cơ thể, nó lành tính nữa.